Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 khấn trời, mùng 10 đắc lộc, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, dạng sự khởi phát, giàu hết chỗ nói, đúng trong tháng 10 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, cô bác anh chị đã bao giờ thức xuyên một đêm đến khi trời sáng? Nếu có, cô bác anh chị sẽ nhận thấy một điều: trước khi bình minh bầu trời sẽ tối hơn một chút thôi, rồi sau đấy ánh sáng sẽ ùa về. Trong vận thế của cá nhân, ở thời điểm bế tắc nhất, cùng cực nhất, mỏi mệt nhất, tối tăm nhất, cũng là thời điểm một dấu chấm kết chung cuộc cho cái hoàn cảnh hiện tại đã định hình. Và sau dấu chấm kết đó cũng là thời điểm chuyển cảnh sang trang. Tôi không muốn nhắc thêm về nội lực hay căn trường hay trình độ hay sự tài giỏi trong con người Ất Mão nữa, vì nói mãi cũng chỉ có như vậy. Chỉ mong cô bác anh chị nhớ 75 mà, rằng có một khái niệm thế này, gọi những người yếu ớt không có khả năng chịu đựng áp lực là thế hệ bông tuyết. Đấy là những người dễ bỏ cuộc, dễ tự ái, dễ tổn thương, dễ trầm cảm, dễ tự kỷ, dễ buông xuôi. Còn Ất Mão sinh không trong xa hoa phú quý thì là do trời định, nhưng kết thúc ở hoàn cảnh nào, tâm thái nào, vị trí nào thì là cho Ất Mão định. Ất Mão không hẳn là thế hệ kim cương, nhưng chắc chắn Ất Mão luôn cứng hơn sắt, chơ lì hơn đá, giá trị hơn bạch kim, và bền bỉ dẻo dai hơn vàng. Nếu trời sắp sáng rồi, chuẩn bị dậy đi thôi nào Ất Mão, chuẩn bị dậy đấu trí, đấu đời, đấu mệnh, nhận vận cùng đạt điều mà Ất Mão mong mỏi. Thưa quý mệnh chủ Ất Mão, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 10 âm lịch để giúp cô bác anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Đầu tiên, tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam nữ mạng. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ quả, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con dơi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Trời sinh người mệnh thủy từng là người có tính cách hiền hòa, họ ít khi làm hại ai trong cuộc sống, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất, khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Dựa vào lá số tử vi cũng thấy được rằng, cuộc đời tuổi Ất Mão là một chặng đường đầy những trải nghiệm, thử thách và những cơ hội để khám phá và phát triển. Người tuổi Ất Mão là người được đại diện bởi ngũ hành thuộc Mộc Ất và Địa Chi Mão, một tổ hợp độc đáo mang trong mình những đặc điểm đặc trưng của sự sáng tạo, linh hoạt và đổi mới. Họ có một cuộc sống đa dạng, phong phú và đầy sắc màu, luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, đưa ra những giải pháp đột phá và vươn lên đỉnh cao của thành công. Cuộc đời tuổi Ất Mão thường đi đôi với sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ. Họ là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt ra những mục tiêu cao trong cuộc sống và không ngần ngại gồng mình để đạt được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn trên đường đi tìm kiếm thành công, đòi hỏi họ phải kiên nhẫn, quyết đoán và sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp thích hợp. Tính cách của tuổi Ất Mão cũng thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt,
Họ là những người tài năng đa dạng, có khả năng hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thường có xu hướng tìm kiếm những cách tiếp cận mới, đột phá và không sợ thử nghiệm những ý tưởng mới, đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng có khả năng tương tác xã hội cao. Họ thường là những người giao tiếp khéo léo, thân thiện và có khả năng tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Họ có thể thành công trong công việc có liên quan tới giao tiếp, đàm phán, quan hệ công chúng và marketing. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi Ất Mão là sự thiếu kiên nhẫn và sẽ mất kiên trì khi đối mặt với những thử thách lớn. Họ cũng có xu hướng hấp tấp và không kiểm soát được cảm xúc trong một số tình huống khó khăn. Do đó, việc phát triển khả năng kiên nhẫn, bình tĩnh và quản lý cảm xúc là một thách thức mà tuổi Ất Mão cần đối mặt để đạt được sự thịnh vượng trong cuộc đời. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng cần lưu ý tới việc không quá chú trọng vào mặt trí tuệ, mà cần phải phát triển cảm giác nhân đạo, lòng từ bi và tình cảm đối với người khác. Đây là yếu tố quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ tốt, duy trì hòa hợp trong gia đình, công việc và xã hội. Tóm lại, cuộc đời tuổi Ất Mão là một hành trình thử thách và cơ hội để phát triển bản thân, tính cách sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực và khả năng giao tiếp xã hội cao là điểm mạnh của tuổi này. Tuy nhiên, cần lưu ý phát triển khả năng kiên nhẫn, quản lý cảm xúc và tình cảm đối với người khác để đạt được sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Cùng nhìn lại quãng đường mà Ất Mão đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Ất Mão mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong có một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân nên Ất Mão mới lao ra khỏi cái vòng an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Ất Mão mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Ất Mão vấp ngã cả, không có gì là sai khi thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng chẳng thiếu. Chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã. Lắm lúc Ất Mão cũng thấy mừng vì đã vấp ngã sớm trong giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không còn nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì mình đã gây ra, sau này thay vì tự vấn bản thân lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Ất Mão sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để còn thấy một vài người vẫn còn tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Ất Mão dù sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Ất Mão ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn tới những nơi thành công sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Ất Mão có thể đổ tại phận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện, đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Ất Mão cũng tôi rèn ra mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Ất Mão luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Ất Mão giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Ất Mão như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Ất Mão là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc giản dị,
coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua. Trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng, xem nhật nguyệt mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Giới Ất Mão đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh được tam hợp trợ mệnh, lại có thêm thiên đức các tinh nâng đỡ, nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, làm việc thuận lợi, mọi thứ tiến triển tích cực. Tuy nhiên, con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, dội dàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này Ất Mão có tài tinh chiếu mệnh, nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tình cảm của Ất Mão trong tháng mới có nhiều khởi sắc, tam hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt cho người độc thân, bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người trông lối. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh thiên cẩu hoành hành khiến thể trạng sa sút. Tuổi Ất Mão cũng bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn, da dấp, bị thương. Dựa trên mối quan hệ giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Ất Mão, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão nhận thấy rằng, về phương diện sự nghiệp dự báo công việc của bản mệnh ngày càng hanh thông và thuận lợi. Bạn càng làm càng thấy hăng hái, cho ra nhiều kết quả mỹ mãn. Thông qua đó, con giáp này cũng khẳng định được năng lực của mình. Vận may mà tuổi Ất Mão có trong tháng 10 âm lịch này chủ yếu nhờ có cục diện tam hợp độ mệnh, các khí lan tràn, tin tức tích cực tới tấp. Thời điểm này bạn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công cao. Trong tập thể, bản mệnh hãy mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để tạo bước đà thăng tiến cho mình. Nhất là khi vận quý nhân của bạn khá dượng, bản mệnh sẽ được giúp đỡ, ghi nhận xứng đáng, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là, nhất là khi thiên hình xuất hiện cho thấy, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn và tìm nhiều cách hãm hại. Đây là một mối nguy tiềm tàng mà bạn không nên chủ quan. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn khá dượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Bằng sự nhanh nhạy thời cuộc và cách xử trí khéo léo, bản mệnh vẫn đạt được những mục tiêu ngắn hạn đề ra trong sự nể phục của bao người. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Bản mệnh nên nhớ, không tự dưng trên trời có miếng bánh thơm ngon rơi xuống, mọi thành quả tốt lành đều phải trả giá bằng sự nỗ lực, có làm thì mới có ăn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch. Cùng với sự nghiệp đang trên đà phát triển, nên tài vận của tuổi Ất Mão cũng khá sáng, nhờ được cả tam hợp cục và chính tài nâng đỡ. Để có được điều này một phần là vì may mắn, nhưng một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua của bản mệnh. Xuyên suốt cả tháng, tài chính duy trì ở mức ổn định, thu chi cân đối,
có thể tích lũy được khoản tiền rảnh rỗi để đề phòng cho những tình huống bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ công việc chính hiện tại của bạn, thứ tài tăng lên đôi chút, có lợi cho các công việc kiêm nhiệm hay dự án đầu tư. Người kinh doanh, buôn bán hưởng lộc trời ban, mua may bán đắt, tuy nhiên phước lộc này chưa nhiều, vẫn cần có sự nỗ lực của bản thân. Nhất là những ai vừa mới chân ướt, chân ráo bước vào thương trường, đừng ngựa non háo đá, cũng đừng vì nhìn thấy khó khăn trước mắt mà nản lòng. Lưu ý rằng, trong tháng còn có cả sự xuất hiện của hung tinh tiểu hao, chủ hao tán tiền của xuất hiện, tuổi Ất Mão chú ý quản chặt túi tiền, tránh tình trạng bị đánh rơi hoặc mất trộm, cũng cần thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác, kẻo bị hớt tay trên, làm nhiều nhưng không được hưởng. Dù có vận may nhưng bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch. Nhờ có được quý nhân tam hợp giúp đỡ, nên chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão có tiến triển theo hướng tích cực. Trong tháng 10 âm lịch này, vận đào hoa dưỡng phát, đây chính là thời điểm phù hợp cho những ai còn độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý. Điềm báo tử vi cũng cho thấy, người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu mới, tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè, chứ không ở quá xa hoặc đến từ những mối quan hệ xã giao trong công việc, đi đâu hay làm gì, bản mệnh đều được người khác phái ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vẫn nên để nó phát triển theo lẽ tự nhiên là tốt nhất, càng gượng ép càng dễ gây phản tác dụng, việc đốt cháy giai đoạn có thể khiến cả hai nhanh chóng đến với nhau. Nhưng khi cảm xúc nồng nhiệt ban đầu qua đi sẽ để lại rất nhiều vấn đề, lứa đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng. Với các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, hai bạn có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng này. Gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm, một vài mâu thuẫn, xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa, gia đạo ngày càng yên ổn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm lịch, sức khỏe của tuổi Ất Mão duy trì ổn định, tất cả đều nhờ tinh thần phấn khởi, thoải mái. Chỉ cần bạn luôn chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, thì bệnh tật cũng tự khắc lùi xa. Ngoài ra cần lưu ý, trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Ất Mão cũng cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương, tai nạn đổ máu. Sau đây là phần cẩm năng dưỡng vận cho con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết, trong tháng, bản mệnh cần đề phòng có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, họ sẽ tìm nhiều cách hãm hại. Quý nhân của tuổi Ất Mão là tuổi Tuất và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là xanh lá cây và xám. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp có chỉ ra rằng, trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch này, các tinh thái dương nhập mệnh, tuổi Ất Mão gặp nhiều may mắn trên phương diện công danh, sự nghiệp. Trong tuần này, quý nhân xuất hiện một cách bất ngờ chỉ đường dẫn lối, giúp bạn đi trên con đường phù hợp với mình. Con giáp này có thể tìm thấy cơ hội phát triển, phát huy năng lực cá nhân và đạt được những thứ mình muốn. Khả năng thăng tiến cũng cao hơn thời gian trước, bạn nên nắm bắt cơ hội chớ để nó trôi qua mất. Tuy nhiên, thời điểm này có thể bạn sẽ vất vả hơn trước. Con giáp này sẽ phải đi lại khá nhiều vì lý do công việc, nhưng càng đi xa lại càng gặt hái được những thành quả lớn ngoài sức mong đợi. Tài vận ở thế dưỡng phát, tiền giàu như nước, nhưng cũng chính vì vậy lại có quả mất tiền do tiểu nhân rình rập, ghen tị với những gì bạn có. Tốt nhất tuổi Ất Mão nên có tâm thế phòng bị, biết tiết kiệm, chuẩn bị tiền bạc cho những tình huống xấu nhất bất ngờ xảy ra. Về chuyện tình cảm có phần bị xáo trộn, đối phương cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước tính cách thất thường của bạn, trước khi trách móc người ấy. Bạn cũng phải xem lại bản thân, liệu hành xử hay có những lời nói đúng đắn chưa. Người độc thân cũng nên mở lòng để sớm tìm được người chung bước.
Tử Vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Sao Thiên Đức dự báo, người tuổi Ất Mão sẽ đón nhận nhiều tin tức tích cực trong tuần mới này, công việc khá thuận lợi. Bản mệnh dễ dàng hoàn thành được mọi nhiệm vụ, đạt được mục tiêu đã định, đồng thời thu về không ít lời khen ngợi. Bản thân con giáp này cũng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nên được mọi người tin tưởng. Chẳng những vậy, bản mệnh được quý nhân phù trợ nên vận trình tài lộc khá vững. Các tinh xuất hiện giúp cho con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền từ lúc mọi người còn chưa có suy nghĩ gì về việc đó. Nguồn thu chính và phụ đều ổn định, con giáp này cũng biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính. Đầu tuần thích hợp để bạn tiến hành những kế hoạch đã lên dự định là nhờ các khí dồi dào. Cuối tuần nên thận trọng trong mọi quyết định đầu tư tài chính. Làm việc gì cũng phải tính toán thận trọng thì mới không phạm phải những sai sót đáng tiếc. Đường tình duyên lại không có dấu hiệu tích cực. Có lẽ do bạn đã quá mải mê, tập trung vào công việc nên bỏ bê nửa kia quá lâu. Dù đối phương vẫn yêu bạn nhưng sẽ không chịu được tình cảnh bị lạnh nhạt quá lâu. Bạn nên cân đối lại thời gian của mình. Tử Vi tuần 3 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, sao tử vi báo hiệu, người tuổi Ất Mão khá may mắn trong những ngày tới. Dù đầu tuần bạn có chút lơ là về công việc, nhưng rất may sau đó đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần và phát huy một cách mạnh mẽ, gặt hái được một số thành tựu mới trong công việc của mình. Những kế hoạch và dự định mà bạn ấp ủ từ lâu cũng được mọi người hưởng ứng. Khi nhận được sự công nhận, bạn càng thêm tự tin vào năng lực của mình. Đây là nguồn động lực không nhỏ đến bản mệnh để bạn nỗ lực hơn cho mục tiêu một tương lai tươi sáng hơn. Tuần này, đường tài lộc của Ất Mão khá tươi sáng, những khoản lợi nhuận liên tiếp đổ về, giúp bạn giải quyết được những khó khăn trước đó. Một số người sau khi đã trả hết nợ nần cũng có thể mạnh dạn làm ăn, gặp đúng thời nên kinh doanh phát đạt, lợi nhuận thu về ngoài sức mong đợi của bản thân. Phương diện tình cảm cũng có tin vui, dù bản mệnh vẫn đang độc thân hay có nơi có chốn rồi cũng đều có hy vọng. Người độc thân đã tìm được một mối quan hệ lãng mạn, tình cảm phát triển tích cực, khiến bạn chìm đắm trong tình yêu. Tử Vi tuần 4 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bước sang tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Mão may mắn được các tinh Thái Dương chiếu mệnh, nên đây sẽ là một tuần vô cùng may mắn và thành công với bản mệnh. Nếu bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ, thì thành công chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn. Đường công danh, sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, các khí tràn trề, tuổi Ất Mão làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch rõ ràng thì nên khởi động ngay từ tuần này để các khí giúp cho khả năng thành công cao hơn. Tuổi Ất Mão cũng trở nên quyết đoán, không sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng tiến bước, nguồn năng lượng của bạn cũng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điềm báo tử vi còn cho biết, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão khởi vượng. Cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều đang có dấu hiệu tăng tiến không ngừng. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi mà quý nhân trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền. Chuyện tình cảm về cơ bản vẫn ổn định, như vậy không có nhiều điều đáng nói. Dù có sóng gió nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của các cặp đôi, bởi hai bạn luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nam mệnh độc thân có sức hút mạnh mẽ, nhiều cơ hội tìm được người phù hợp, nhưng cũng dễ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Mão 1975 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh kim bạch kim, thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang phú quý.
tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Ất Mão. Khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp, với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Ất Mão có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát mang đến sự phù hộ và độ trì cho người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tượng Phật Văn Thù cầm kiếm phát ra ngọn lửa cao, tượng trưng cho trí tuệ, khả năng phân biệt tốt xấu. Tay trái cuốn kinh Bát Nhã biểu tượng cho sự giác ngộ, khả năng nhìn thấu sâu sắc về cuộc sống. Sự bổ sung cành sen còn thể hiện ý nghĩa về đạo đức và sự thanh khiết hộ thân của Phật Bản Mệnh, đại diện cho sự phù hộ và độ trì trên con đường cuộc sống. Mặt Phật là sự tượng trưng cho niềm tin và sự tin cậy, mang theo bình an và đương đầu trước khó khăn. Phật Bản Mệnh bảo vệ khỏi tiểu nhân và hỗ trợ tập trung vào sự nghiệp phát triển, hướng đến mục tiêu vượt qua khó khăn, khai mở trí tuệ, học tập tốt và tạo nên tương lai mở rộng. Nhiều người lựa chọn đeo Phật Bản Mệnh để hóa giải những vấn đề về tình duyên và mong muốn bảo vệ gia đình khỏi điều không tốt. Tóm lại, tượng Phật Bản Mệnh Văn Thù mang ý nghĩa của sự độ trì trí tuệ và sự bình an, phù hộ cho người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, giúp họ phát triển tư duy, thành công trong công việc và hòa hợp trong công việc, cuộc sống. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Ất Mão, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Ất Mão, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng, với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Ất Mão có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư, Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Ất Mão thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Ất Mão. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Ất Mão để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, người đang gây thù hận với bạn thực ra là đang giúp bạn hóa giải tội lỗi mà chính bạn đã gây ra trong quá khứ. Nếu bạn biết tỏ thái độ bình tĩnh, thấu hiểu, làm người lương thiện là cách hay nhất hóa giải những muộn phiền trong đời sống. Lương thiện là cách sống dễ nhất, nhưng cũng là khó nhất. Người lương thiện là người thiệt thòi nhất, nhưng cũng hưởng nhiều phước báo nhất. Phật dạy làm người quan trọng nhất là có tâm. Tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Người đã đi tới đường cùng không nên dồn ép người đã thấy được cái sai, không nên vạch mặt người đã nhận ra lỗi lầm, không nên hạch sách, hãy cho họ cơ hội chuộc lỗi, sửa sai, cũng là cách làm một người lương thiện. Đời người rồi ai cũng có cái khó của riêng mình, hãy cảm thông với mọi người. Phật dạy làm người lương thiện là việc không cần cố gắng, hãy học cách tự biến mình thành người lương thiện, hoặc ít ra là giữ vững sự lương thiện vốn có, bởi vì bản tính sẽ quyết định thái độ. Mà thái độ sẽ giúp ta thay đổi cuộc đời một người,
Chỉ có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt tốt đẹp, nhân ái thiện lương, mang trong mình lòng biết ơn, thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính. Khi thân thể tràn ngập trường năng lượng thuần chính, thì sẽ hấp thụ những thứ tốt đẹp thuần chính, nghe lời Phật dạy về lòng lương thiện. Nhất định phải nhớ những ngày để việc làm tích đức, hành thiện, bạn sẽ trút được muộn phiền cả đời, bạn sẽ được phúc báo. Dân, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.